chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm mà mình mới mua tuần trước. Sau khi sử dụng được một tuần thích quá thì thôi, nên mình quyết định là làm cái video clip này để review sẵn cái sản phẩm này cho mọi người cùng xem. Cái sản phẩm này thì rất nhiều beauty blogger trên thế giới sử dụng. Mình không có coi clip quảng cáo sản phẩm này. Thậm chí sản phẩm này được quảng cáo rất là nhiều trên Facebook luôn. Nhưng mà mỗi lần mình thấy quảng cáo này là mình bỏ qua, mình không thèm coi nữa. Tại vì mình nghĩ là thường quảng cáo thì nó không có tính trung thực. Khi mà hãng họ từ quảng cáo, đến khi mình xem một cái clip á, là cái cô beauty blogger đó, cổ sử dụng cái lược này mà cổ không có nói gì về cái lược này hết, thì mình mới nghĩ là thường, tại vì những người mà họ chuyên về beauty blogger thì họ sẽ biết sử dụng cái nào nó tốt. Thế là mình tìm hiểu cái lược này và mình mua thử về xài. Thì sau khi mua về xài, mình mới thấy là mình mới phát hiện ra là cái này được rất rất nhiều người ưa chuộng đó các bạn. Đó là cái lược này. Cái hộp này là ban đầu lúc mình mua thì nó là như vậy. Mình giữ lại cái hộp để cho mọi người xem thôi, chứ mình lấy là mình xài được tuần nay rồi. Ok, đằng sau là nó như vậy nha. Cái này là lược cơ bản, dòng original detangle là không bị rối tóc. Theo mình nhớ là như cái lược wet brush này á các bạn, có rất là nhiều màu, nhiều hình dáng. Thì tại vì mình mới sử dụng nên mình mua cái cây lược căn bản trước tiên. Thì cái lược căn bản này á, nó có lại màu trơn nè và hoa văn nữa, da beo rồi màu hồng. Khi mình mua thì không còn nhiều mẫu nữa, tại vì chắc nó hot quá thì chỉ còn một số mẫu thôi. Xong mình chọn cái mẫu này. Cái mẫu này thì mình thấy cũng đẹp, nhìn hơi bánh bèo tí, nhưng mà anyway chỉ là cây lược thôi nên mình mua màu này. Mà mình thấy là xài cũng rất là bền. Lúc xài thì cũng va chạm với lại máy sấy tóc này nọ đủ thứ hết, nhưng mà cũng không có trầy trụa hay là bị chóc sơn gì hết. Nói chung là chất liệu xài rất là tốt. Các bạn thấy không, mình chải sơ một cái là tóc mượt. Cái này chải khô nha, còn một lát là sẽ có đoạn là chải tóc ướt nữa mà không bị rối luôn. Không bị rối và ít rụng tóc chứ không phải không rụng tóc nha. Cái lược này là giảm rụng tóc chứ không phải là lược không rụng tóc nha các bạn. Đừng có nhầm tưởng là xài cái lược này là không rụng tóc. Mọi người ai cũng phải rụng tóc hết. Chỉ có điều là rụng tóc nhiều hay ít thôi, và xài cái lược tốt thì nó sẽ ít rụng tóc và nó massage da đầu. Thì bạn thấy không? Cái cọng này nè, nó giống như là cọng nhựa, nhưng mà theo dùng cái, họ nói là cái công nghệ IntelliFlex gì đó, là nó chữ flex, có chữ flex thì nghĩa là nó rất là linh hoạt. Nó uốn lượn theo sợi tóc nên nó gỡ rối rất là tốt, mà nó không làm cho cái tóc mình nó rối. Những cái đầu tròn này á, bằng nhựa này nè, mình thấy là rất là chặt. Nó không phải dễ rớt ra như những cây lược khác ha. Nó massage da đầu, giúp massage da đầu. Thì cây lược này á, giá trên thị trường nó dao động từ 200.000 đến 300.000, tùy theo cái nơi mà mình mua. Nên các bạn lưu ý nha, nó dao động là tùy theo đợt hàng và mẫu mã. Giống như màu trơn không thì nó sẽ rẻ hơn cái loại có hoa văn này tí xíu. Rồi cái nhiều dáng lược lắm, cũng có hiệu web brush nhưng mà họ có nhiều dáng lược lắm, dáng gặp lại hoặc là dáng dành để sử dụng trong toilet, hoặc là hình chữ nhật, rồi có loại cuộn tròn nữa. Khi mua thì các bạn có thể mua trên những cái shop cửa hàng uy tín hoặc là cửa hàng chính hãng của web brush, tùy các bạn thôi. Miễn sao là các bạn thấy nó hợp lý với mình thì các bạn, hoặc là cái màu các bạn thích thì bạn mua. Thì lúc mình mua này là mình mua hàng stay, nhưng mà mình tính là sẽ mua một bộ mới của một bộ luôn, là đủ các kiểu lược của wet brush. Không phải đủ tất cả nhưng mà là sẽ những cái căn bản của wet brush, của gian hàng chính hãng wet brush, thử xem nó có khác với cái lược mình mua hàng stay không nha. Thank you.
cây lược của mình nha, không có dính sợi tóc nào hết. Bây giờ mình sẽ thử chải tóc ướt bằng cây lược này. Chải nhẹ nhàng lắm, không cảm giác bị rít tóc hoặc là bị vướng tóc nha các bạn. Thì tại vì mình nghĩ là do cái sợi cái này nè, nó rất là mềm mại ha. Nhìn nó thì giống như mấy cái lược bình thường khác, nhưng mà đến chừng mình dùng thì thấy nó mềm mại, chứ nó không có cứng như mấy cái loại lược khác. Thì mình thấy trong đây, mình sẽ đếm có bao nhiêu sợi tóc trong đây nha. Mình thấy có dính tóc trong đây nè, một sợi. Ồ, có một sợi à bạn ơi. Chẳng lẽ rụng ít tóc vậy hả? Tại bình thường mình xài cái lược kia, mình chải là rụng khoảng ít nhất là cũng chục cộng. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cái lược này không phải là hoàn toàn không rụng tóc, nhưng mà hạn chế rụng tóc. Hạn chế rụng tóc. Rồi bây giờ mình sẽ đi sấy tóc và sẽ nói chuyện với các bạn sau nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dùng máy sấy tóc này nhé. Máy sấy tóc này thì mình rất là thích, tại vì nó gặp lại được nè, đi du lịch đem theo rất là gọn. Hiệu Panasonic. Nói chung là xài Panasonic rồi thì mình thấy thích hơn hiệu này hơn là máy sấy tóc của Philips hay các hãng khác. Tại vì cái nóng nó nhẹ nhàng mà nó lực sấy nó rất là mạnh, mà nó lại gọn, mà mình thấy nó cũng bền nữa. Ok, mình bắt đầu sấy tóc bằng cái lược này luôn. Lúc sấy mình dùng cái lược này thấy nó rất là suông nha mấy bạn, và bồng bềnh nữa, tóc vô nết nếp lắm. Thì bình thường thì mình chỉ sấy khô vậy thôi, còn khi nào mà mình đi công đi tiệc hay đi chơi thì mình sẽ, nếu mình muốn thẳng hơn thì mình sẽ dùng máy duỗi hoặc là uống. Thì thường á mình tự làm ở nhà không, mà tại vì mình làm được, mình làm được mấy cái này nên mình không có đi ra salon. Khi nào mà tiện á thì mình mới đi ra salon làm tóc, thì mình mới làm luôn những cái bước kia. Còn không là bình thường ở nhà mình đều mình tự làm hết nha mấy bạn, rất là dễ. Thì mình sẽ có một cái clip riêng hướng dẫn cách để sử dụng máy duỗi tóc. Và cũng chính cái máy duỗi tóc đó mình sẽ uống tóc tự nhiên, lọn tự nhiên như thế nào luôn, sẽ trong một cái clip khác. Phải công nhận cái lược này mình thấy xài rất là thích, nó chải mướt tóc luôn, mà sấy xong tóc bồng bềnh. Ok. Nếu sau này mình đang tính mua thêm một bộ lược này nữa, thì một bộ lược này nó gồm có cái lược này là cái lược original. Thì lược original là cái lược cơ bản nhất của nó. Xong mình nhớ là trong cái bộ của nó còn có thêm một cây lược hình chữ nhật. Họ nói là cái lược đó chải vô bấm tóc, bởi vì nó có cái dầu dừa với sợi lông heo gì đó. Thì mình cũng rất là tò mò nên mình cũng muốn mua thêm cái cây được đó. Rồi thêm một cây nữa là một cây
cây lược dành cho sấy tóc giống như và mau khô á, thì cái cây lược đó thì nó sẽ không có phải là liền một cái như vậy, mà nó sẽ là hình zig zag. Mình thấy cái hình là vậy, nghĩa là cái đường này gọi là gì mình cũng không biết nữa. Nói chung là mấy cái sợi này nè thì nó sẽ đi theo cái đường zig zag, và ở mà nó có sẽ có kẽ hở đó để khi mình sấy tóc á, thì mình dùng cái lược đó nó vừa không hư lược mà nó vừa có sợi tóc đây nè các bạn, vừa không hư lược mà nó vừa làm cho tóc mau khô, tại vì cái hơi gió hơi nóng nó sẽ đi qua những cái rãnh đó. Ngoài ra còn có cái lược tôi gọi là pop up and form and phone sorry pop up and phone, là cái lược đó sắp gấp lại được, thì mình tính mua cái lược đó để đi du lịch sử dụng, gấp lại bỏ vô hành lý. Còn cây lược, một cây lược là để khi gội đầu chải tóc ướt sấy, dùng máy sấy sấy. Còn cây lược bóng tóc để chải tóc khi tạo kiểu tóc nó hình vuông. Còn cây lược tròn này thì khi nào mà mình dùng để mình tạo kiểu tóc giống như duỗi hay uống. Còn cây lược vuông cũng vậy nữa, nhưng mà nói chung là mình bắt đầu thấy hâm mộ, rất là thích cây lược wet brush. Mình kiểu như cuồng với các bạn nên mình muốn sưu tập hết một bộ lược của nó, thì gồm có mình giống như mình nói đó, có nó có rất là nhiều loại, nhưng mà những cái loại cơ bản là vậy, nên mình nghĩ là mình sẽ mua cái bộ đó, và sau khi mình mua mình sẽ review lại cho các bạn xem từ cái lược gấp lại khi đi du lịch, cái lược để chải tóc khi sấy tóc, và cái lược chải bóng tóc luôn. Còn cái lược này thì mình review rồi cho nên chắc mai mốt là cũng sẽ trong cái bộ đó, mình sẽ review lại lần nữa cả bộ luôn. Thì sẽ kết thúc video ở đây, và hy vọng các bạn sẽ tìm được cái lựa ý cho mình. Mình nghĩ là các bạn nên mua nha. Cái này không phải là quảng cáo, tại WordPress họ không mướn mình. Tại mình không nổi tiếng cho nên họ không có mướn mình đâu. Mình chỉ thích các bạn sử dụng này tại vì mình xài mình thấy tốt, và mình muốn là những người phụ nữ giống như mình luôn có nỗi băn khoăn khi mà sử dụng lược, bị rụng tóc nè, bị đứt tóc nè, bị đau đầu nè, tìm được một cái lược mà ưng ý là giúp cho mình cảm thấy bớt đi những cái lo âu đó. Nói chung là từ khi xài cái lược này rất là an tâm luôn, mặc dù nó cũng còn rụng tóc chứ không phải không có rụng, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều á các bạn. Ok, nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một like và comment ở bên dưới. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có những câu hỏi gì về sản phẩm hoặc là nơi mua hàng, mình sẽ hướng dẫn các bạn nơi mua hàng mà giá cả phải chăng, mà đúng sản phẩm hàng thật. Tại vì mình có thể mua này chính hãng hoặc là mua trên Shopee cũng được, nhiều nơi bán lắm, miễn sao là phải chọn đúng cửa hàng bán đồ chính hãng nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.